chào mọi người, hôm nay mình cùng gia đình đi đến bãi biển đẹp nhất California, đó là Huntington Beach, là một thành phố ven biển ở quận Cam, Nam California, nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles 56 cây số về phía đông nam. Thành phố được đặt theo tên của doanh nhân người Mỹ Henry E. Huntington. Bãi biển Huntington Beach được biết đến với bãi cát dài 15,3 cây số. Nhà ở khu này rất là mắc nha các bạn, giá lên đến vài triệu đô la một căn. Thành phố này cũng được gọi là khu nhà dọc. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. Phía trước các bạn có thể thấy đó là cầu tàu, nơi để chúng ta có thể đứng câu cá và ngắm biển trông rất là đẹp. Và ở đây chúng ta có thể câu rất là nhiều cá. Còn đây là cầu tàu, chúng ta có thể đi ra ngoài kia để ngắm biển hoặc câu cá. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi ra ngoài đó câu cá nha các bạn. Ở đây câu cá nục rất là nhiều. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said. Sau khi tham quan Huntington Beach xong, chúng tôi đi phà qua đảo nhân tạo Papua Island, là một trong ba hòn đảo nhân tạo khá nổi tiếng nằm ngay tại Newport Beach này. Và tập sau mình sẽ giới thiệu các bạn về hòn đảo này nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.